Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Đó chính là vai trò của vị đắng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ngày hôm nay thử thách dạ dày sẽ là những món đắng đứng đầu danh sách ẩm thực của Việt Nam. Yeah, tuyệt vời, anh rất thích ăn đắng. Em không thích lắm. Nhìn đi. Nhìn gì? Để láo rồi. Tao nhìn mày đây, được không? Được rồi. Được rồi á. À, được rồi à, ôi. Em cho phép anh. Thôi, hơi lố rồi, em xin lỗi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào clip lần này. Và món thứ nhất với vị đắng gọi là hai lần kháng sinh, đó chính là cá hấp lá đu đủ, cá trắng hấp lá đắng hay lá đu đủ, còn được gọi là lá thần dược, tuy đắng ngắt. Mới thấy thì chê nhưng thử rồi thì chắc chắn mê. Đây là những cái chú cá mà có kg đơn thuần, cơ bản nó sẽ là cá chấm trắng hoặc là cá chấm đen, nhưng mà ngon và dai thịt hơn thì sẽ là sử dụng cá chấm đen. Thế nên ngày hôm nay chúng tôi đã chọn về đây cá chấm trắng tại nó rẻ. Mỗi một con thì đều được lấy từ hồ thủy điện Thác Bà với cân nặng cơ bản là 5 kg. Khi hấp với lá đu đủ thì đem đến hương vị thơm nồng, ngọt bùi, béo ngậy, cùng với đó là vị đắng cả trường sa của món ăn này. Và không để các bạn chần chừ lâu hơn nữa thì ngay sau đây, để thưởng thức tinh hoa ẩm thực của các cái vùng rừng núi phía Bắc của chúng ta. Vòng thi đầu tiên được coi là vòng thi để mà chọn ra được những cháu bé vùng cao khỏe mạnh nhất, có tên vật tay. Với trợ lý của tôi thì anh cứ yên tâm, cháu nó xách tạ được 80 kg và mấy cái chai nước 20 cân thì nó gọi là tung hứng. Thế nên là chúng ta sẽ xem là sức mạnh của người anh hùng dân tộc tên Đức. Mày bé đã mê rồi. Hay là mình chơi trò gì trí tuệ đi, anh nghĩ là không nên chơi trò. Anh có lợi thế. Đúng rồi, anh là không, đàn ông. Anh nghĩ là anh không nên chơi một trò sức lực với một con gái. Mình có thử thách dạ dày thì mình thử thách sức mạnh tí đi. Đây là thử thách cho Linh, cố lên nhé. Cố lên nhé, hết cỡ vào. Tăng lương nhé. Ừ, được, được, anh sẽ trừ 2 triệu. Được, từ anh Đức sang cho mày. Đây là trò chơi sinh tử đấy. Ủa sao tay về to hơn tay anh thế nào? Anh áp lực rồi. Rồi, xin mời hai bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ê, mày dùng sức cho em. À, nặng quá. chị là phụ nữ, chị được quyền là yêu cầu quyền lợi. Chị có muốn là tôi trợ giúp chị tầm 5 giây không? Không quá. Đây rồi, nhường phụ nữ một tí đi. Đây rồi. Yeah. Không, anh nghĩ là ba kèo nó bêu ba không? Luật dân minh cho dân minh là người ta bêu ba mà. Thôi mình nhục, mình đừng có để mình nhục thêm nữa. Hay tay trái. Tay trái nhá. Em thận tay trái nha. Ok. Nào, bắt đầu nào. Thôi không chơi nữa đâu. Thôi chơi đi, chơi đi. Chơi đi, lâu lắm anh em mình mới đến thử thách dạ dày. Nào, bắt đầu. Ấy. Rồi, xin chúc mừng Đức giáo sư. Sao anh phải cố gắng giữ được mà anh không thắng được ạ? Tớ thử cái lá đu đủ non này. Ừ, đắng nhất là phần cuống. Được cuống với ngọt, bình thường là những cái hoa đu đủ này nó dễ rất là đắng này. Hù, à, chị Linh, chị có muốn ăn thử này không? Có. Thơm thế đấy. Phải thịt ngọt thế để em ăn. Vãi. Để thử thách là dày em phải đi ăn tiền. Nó háo hức lắm. Cái lúc thử một lá em lúc... tưởng ăn thì chứ sao ăn thử một lá. Ăn thử ăn lá chứ, ăn phải cả lá cả ấy chứ, đúng không? Đắng ngon nào ơi. Muốn mà giải đắng này. Không. Hay cho miếng cá này. Này. Đắng. Đắng có mỗi tí đắng mà ăn được chứ nào. Trẻ con để cái yếu ớt thế nhỉ. Thế em lúc nãy kêu là em ăn đắng giỏi lắm. Ừ. Đây anh Đức anh ăn hẳn cái cuống này cho mày xem này. Đắng thật. Trông như kiểu tự sự đối tâm ấy nhỉ. Nó đắng bình thản. Nhìn này, cháu Đức ăn rất giỏi luôn. Đắng giỏi luôn. Ừ. Ui rồi. Thôi đánh đắng khó chịu thế. Sao giờ anh khóc còn nhiều hơn em ạ?
anh có thể ăn được món ăn này hàng ngày không ạ? Đó là ngày mà anh ngày cuối cùng cuộc đời anh được ăn. Cảm ơn hai đồng chí nha, chúng ta đến với món tiếp theo nhé. Lá mật vịt hay còn gọi là lá đắng có một món ăn vô cùng thơm ngon ở những quán bia mà các bạn có thể thấy quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh hay Đội Cấn, đó chính là canh được nấu từ lá đắng. Loại cây này thường mọc ở những khe núi ven rừng, lá có vị rất đắng, hình dạng thon dài. Khi nấu canh, người ta thường kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt nạc, lông gà, lòng lợn, cá rô đồng, thêm mẻ vào rồi nấu chung như là nấu canh. Món ăn thì nghe chừng có vẻ khó ăn nhưng thực tế thì khó ăn thật vì nó đắng váng đầu. Thế nhưng với những ông uống bia thì đây quả thật là một trong những mỹ vị nhân gian. Bên cạnh công dụng là một loại lá khiến cho món ăn trở nên thơm ngon thì đây cũng là một loại thảo dược thuốc nam, công dụng chính là chữa đầy hơi các bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu mỡ, hỗ trợ giải rượu bia. Món canh lá đắng tuy đắng nhưng hương vị rất thơm ngon và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, thế nên nó được trở thành quốc lá của Thanh Hóa. Sao lá thuốc Lào ấy? Không, Thanh Hóa lá thuốc Lào kinh lắm. Với canh lá đắng này thì các bạn có thể đến số 3 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh để được tận hưởng. Canh ở đây ngon lắm, không đắng một tí nào cả. Cái không đắng một tí nào cả của Long. Ngon vãi cả trưởng. Mấy bác ở đây nấu cùng với cả lòng lợn, cùng với cả cá rô đồng luôn. Đúng rồi. Canh đắng thì ngoại trừ lá đắng ra thì cái bên trong của nó ấy, thì mình có thể thay đổi rất là nhiều thứ. Cái lá đắng ở cái canh này cũng ngon luôn đấy. Canh lá đắng đặc điểm của nó ăn dai giòn sần sật nhá. Ăn sần sật sần sật sớm cực. Ngon vãi. Anh em chia ngọt sẻ bùi, mỗi người một miếng là cho vui cửa nhà. Đúng vậy. Em không cần vui đâu. Ngày phải ăn đi, đặc sản của anh ngon lắm. Anh có ăn được cái món kia đâu, anh đắng anh không ăn được. Nhưng mà riêng món này ăn đắng ngon. Chú thử một miếng cho anh em xem. Ngon. Ngon, anh lại lừa mày. Tối nào anh đi nhậu ngõ số 3 có 107 bên trên anh là anh không phải gọi món canh này, nó quá ngon. Đúng vậy. Này, thì cho thử một ít nước trước. Em muốn đi về ăn cơm Huế, mẹ chứ em không ăn này đâu. Đấy là tại vì mày không ăn những đúng. Đồ. Bây giờ mày ăn cái lá này như kiểu là mày ăn rau bình thường ấy, để anh cho mày một miếng lòng. Đúng rồi. Mày sẽ thấy thế nào mới gọi là đỉnh cao hương vị của canh lá đắng. Ăn nó như canh rong biển ấy, ăn như kiểu rong biển ngon lắm. Nước đắng nó chảy hết ra cái đá rồi. Giống canh rong biển nhưng mà nó chua chua, ngọt ngọt. Vị đắng nó chỉ gọi là đắng như mức đắng bây giờ thôi, mày cứ ăn thử mà xem. Trộm vía con bé ngây thơ thật đi. Khóc à? Chị đánh giá sao về độ ngon món này, về mùi? Không thấy mùi gì cả. Thế còn bây giờ anh Đức xin mời anh sẽ mình ăn lại để được tận hưởng hương vị quê hương. Ok. Há mồm nói. Em đang lấy rau. Thấy mùi thơm cách là đáng không? Thôi, tôi nghĩ là anh nên... Này, nhổ. Mày ác vừa cái quả. Nguyên cái quả to cỡ đại luôn. Quả cỡ rất sai mẹ luôn. Đây cũng là cái đắng cuộc đời này. Ủa sao bây giờ nó đắng thế? Kích thích vị giác. Thế anh cảm nhận sao về món ăn lần này? Ngon, cái này ngon. Ngon. Tại sao canh lá đắng này ngon? Bởi vì cái đắng ấy, nó kèm với vị chua của mè, nó quyện lại với nhau, nó hợp. Còn trung hòa nhân chính nhau được. Còn cái đắng kiểu đu đủ, nó bị đắng gắt, là nó hậu vị nó gắt quá ấy. Đu đủ luôn đắng như kia là đu đủ đã được giảm lắm rồi. Chứ nếu mà để mà uống nước mà sắc lá đu đủ ấy thì chắc là các bạn không chịu được. Nước sắc lá đu đủ nữa? Có mà, mẹ tôi là hay uống cái đấy để chữa u đấy. Bây giờ mới biết công dụng đúng không? Tôi nghĩ cái độ đắng này nó cũng liên quan một thành phần gì đó là để làm nên ký ninh. Ký ninh là cái gì? Kháng sinh ấy. Ký ninh. Xin lỗi, dạo này làm xin chào Việt Nam thì hơi bị lậm quá, dùng ngôn từ các cụ. Thì đấy, các bạn có thể sang kênh Xin Chào Việt Nam của chúng tôi để đón xem những cái chuyên mục liên quan đến văn hóa rồi thì ẩm thực của Việt Nam. Thì số lần này chúng tôi làm nhanh vậy thôi để cho các bạn biết là ở Việt Nam chúng ta có hai món đắng là khá là ngon. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón xem những cái số thử thách dạ dày sẽ được quay lại. Và công ty có một con bé mới xinh lắm. Xinh lắm chúng mày. Ôi, chúng mày phải xem, subscribe, like, share nó vào.
thì nó mới được cơ hội xem em bé đấy nhỏ. Đúng vậy, lắm.